Mời cô chú. Mời cô chú. Hello, ba cho con Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú. Mấy cái đầu qua cây, chào cô chú đi. Buổi sáng ngày hôm nay trời cũng hơi âm u rồi các bạn. Mình có mua được mớ cua với mớ tôm. Và ba cha con mình sẽ nấu lẩu mì gói ăn. À, cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi clip của ba cha con mình nha. Đây sáng mình mua được mấy con cua nữa các bạn. Cua cái sò ngon. Cua cái sò. Như đây mình có mớ tép đất. Tép này là tép thiên nhiên nè, tép đất nè bạn. Còn sống luôn nè, thấy không? À. Đó. Tép này giòn ngon lắm, tép thiên nhiên. Còn cái chân bơi luôn nè. Giờ mình tiến hành mình nấu nha. Để nước sôi nha, bắt đầu mình bỏ cua vô nha các bạn. Nãy mình có luộc cua cho nó chín sẵn rồi nè. Giờ mình bỏ cua vô cho nó ra nước rồi. Ngon không chưa? Cua cái sò không? Tèn. Ủa cái kèm ai cũng nấu luôn hả? Ừ, tèn cũng được luôn. Giờ mình cho tôm vô luôn nè, nguyên lỗ tôm luôn. Ngon chưa? Được. Hay xé mì đi con, xé mì đi hòn mỡ cho em. Giờ mình sẽ mì bỏ vô nha các bạn. Đây mình bỏ gia vị vô. Tấm hình lấy hình thumbnail. Hình cái chảo. Nước sôi giờ mình bỏ mì vô nha các bạn. Mà lớn quá dạ. Mày đồ nó lớn cho cô chú nghe chứ. Con ngồi xuống đi chú tính là mẹ phải cho. Ba gói luôn. Mà bỏ tới hai gói đi. Chị dứt tôm lên cho ngủ nha. Chị dứt miếng tôm lên nè các bạn. Tôm đất nè, ngon nè. Tôm này tôm thiên nhiên. À, dẹp rồi. Nói nè, hai chị ăn sực sực phải không? Được cầm tao rồi. Đi vô.
Đây mình có rau nè các bạn. Rau trứng gà nè, bỏ vô. Nhẹ rồi. Rất cua ra luôn chẳng nổi. Mời các bạn cùng ăn với cha con mình nha. Mời cô chú. Còn thằng Bình này không ăn phải không? Nè quay qua đây ba lọt con cơm. Con cua còn nóng. Nóng lắm lên. Chưa ăn tôm. Nóng. Trứng gà. Là có. Mình chút chín rồi. Có ăn rau không? Ăn rau không? Không? Ừ, để chút nữa cô mọi lần nè một tâm đi vô cây gì á gạch nè xét vô
nóng. Quá nóng, quá nóng. Để cho nguội chút này. Con bóc cơm con ăn đi. Cô này không được ấy. Được gì? Thịt con cua ngon rồi. Ngon không? Ngon. Ngon để con mẹ ra luôn. Béo không? Béo mẹ không? Béo. Thịt con cua này béo hơn thịt con tôm không? Ba lỡ con cua này nó nóng mà nó nóng hơn con cua này. Nút nè, ngồi tự gỡ ha, ăn nào gỡ ha, ngồi xe vô gỡ con, gỡ phỏng ra con để nguội từ từ thôi. Ăn biết mắt tân mắm mắm nhăn 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 lấy thịt ra. Chắc rồi.
Ôi. Chắc thịt luôn. Ồ, thịt nè, gặp. Hấp. Thổi hấp. Thổi thổi. Hấp. Nó còn nóng. Mời cô chú. Biếu mẹ. Mẹ không? Nhưng mà nóng. Ngon. Ngon này lấy cuốn hấp lên. Clip của ba cha con mình xin kết thúc ở đây, hẹn lại cô chú anh chị với bạn vào clip sau. Bye bye.